tỷ phú Phạm Nhật Vượng giải thích lý do thay máu già nhân sự VinFast trong năm vừa qua. Tháng hôm trước tôi có nói chuyện với một anh tổng giám đốc của một cái ngân hàng hàng đầu thế giới. Thế thì anh ấy cũng ngại, không hỏi trực tiếp. Cứ vòng vo mãi không phải tóm lại thì tôi hiểu rồi. Anh muốn hỏi rằng là trong năm vừa rồi tại sao VinFast thay cơ bản hết đội lãnh đạo đúng không? Thay người nhanh quá đúng không? Tôi hỏi anh hai câu. Câu thứ nhất là bây giờ chúng tôi là một công ty startup. Chúng tôi tuyển người mới từ khắp thế giới về làm cho VinFast. Cái xác suất tuyển đúng người giỏi, đúng người phù hợp, đúng người chịu làm việc cao hay thấp thì đương nhiên là thấp rồi. Thế đấy thì ông trả lời được ngay. Thế câu hỏi tiếp theo thứ hai là khi phát hiện thấy những người không phù hợp, không đủ năng lực làm việc, yếu kém đi, thậm chí là như vậy, thì nếu là một cái công ty mạnh thì nên sa thải ngay hay là đợi 1-2 năm thì sa thải? Tôi bảo thôi câu hỏi này không cần anh trả lời. Và như vậy tôi nghĩ là anh đã tìm được cái lời giải cho cái vấn đề mà anh định hỏi rồi. Vậy lý do tại sao anh lại làm xe xăng trước xe điện? Thì hai lý do. Thứ nhất là với xe điện, lúc đó anh làm năm hầu như rất ít người có thể là mong muốn dùng xe điện. Nữa là cái xe điện bản chất là một cái xe rất thông minh, rất khó. Các vị hình dung là trên cái xe đó có khoảng 40 cái máy tính, mà 40 máy tính nó phải nói chuyện với nhau. Thế tại sao thỉnh thoảng bây giờ là đang đi thì nó dừng lại, rồi thì là trời nóng thì nó không bật điều hòa, vân vân. Đấy là bởi vì những cái máy tính đó do các cái nó gọi là thuộc tính của nó không nói chuyện được với nhau. Chúng ta đã mất đến cả năm trời nay nó nôm na là những kiểu để hòa giải chúng nó, dẫn dắt chúng nói chuyện với nhau, mặc dù đã có một cái bộ rất đầy đủ hàng nghìn trang về những cái tiêu chuẩn, những cái hướng dẫn để mà cho nó ra, nhưng mà nó giống như bây giờ cái iPhone thôi. Không biết các anh chị dùng như thế nào, nhưng tôi cứ một thời gian là tôi lại phải reset, lại tắt đi bật lại, còn nếu không lại đưa ra. Đây là không phải một cái, 40 cái. Cho nên là lúc đấy cũng chưa đủ cái sức để làm, lúc đấy có làm cũng không bán được. Vậy thì chúng ta phải làm xe xăng để trước tiên là cho mọi người biết rằng là chúng ta có thể làm được ô tô. Cái điểm thứ hai là đến khi thấy cái cơ hội của xe điện nó rất là mạnh thì lập tức là chúng tôi bỏ xe xăng và chuyển sang làm xe điện, dồn toàn tâm toàn lực làm ở đây. Chính vì thế nên bây giờ nếu giả sử là VinFast niêm yết thành công thì chúng ta sẽ là cái hãng xe điện lớn thứ ba của thế giới, xe thuần điện lớn thứ ba của thế giới. Còn nếu không ấy, thì sẽ đứng đâu đấy xa hơn. Và hơn cả cái câu chuyện là bây giờ đứng thứ mấy thì chúng ta sẽ có cái tương lai nó mạnh mẽ, nó rõ ràng hơn rất nhiều. Thế còn lại cái câu chuyện mà bảo là người ta cho rằng là sau này sẽ lại đóng xe điện hoặc là bỏ xe điện, bỏ điện thoại làm ảnh hưởng đến cái vị trí của VinGroup, thì quan điểm tôi lại cho ngược lại. Những người nào yếu kém, không hiểu biết được sâu xa thì người ta có thể có tư duy đấy. Còn những người có tư duy thì người ta sẽ hiểu là tại sao lại nên làm như thế, tại sao lại là cần phải làm như thế chứ phải nên làm được. Mà tôi thì lại quan tâm đến ý kiến của những người hiểu biết hơn là những điều còn lại hoặc là chúng ta giải thích. Đương nhiên là chúng ta thường xuyên nỗ lực giải thích, cam kết, chứng minh câu chuyện đó. Nhưng mà hiểu hay không, nghe không đến việc của người ta. Trong xã hội nếu mà chúng ta có được khoảng một nửa số người hiểu, ủng hộ thì đã là quá mạnh rồi. Tôi không mong là chúng ta chiếm được 50% thị phần của xe ô tô trên thị trường đâu. Thế cho nên là quan trọng nhất khi chúng ta làm là chúng ta thấy cái gì là đúng, cái gì là cần thì chúng ta phải làm. Nhớ bấm nút theo dõi Cà Phê Khởi Nghiệp và các chuyên mục hấp dẫn tại đây.